Nhưng mà bây giờ mẹ đỡ nhiều rồi. Thôi anh ngồi đây nghỉ ngơi đi, để em vào nấu cơm nha. Mẹ có khỏe không ạ? Bin ơi, đi ba cơm nước. Mẹ uống nước nhé. Chị Linh ơi, có nhà không? Ra nhận giấy này. Là tôi đây, giấy gì vậy ạ? Tòa án gửi cho chị đây, chị ký ra cho tôi đi. Rồi, cảm ơn chị. Đây, của chị đây nè. Mẹ à, con sắp tới ngày đi tù rồi. Thôi nằm đi. Dạ, một tuần nữa mẹ. Không sao. Ông chào.